Vâng, đây bắt đầu đợi cái lô kèn ngày trước đấy. Lô kèn ngày trước thì đây, hôm nay về đấy ạ. Mà nhìn chưa? Đây là các bác nhớ là cách đây khoảng độ 8 đến 9 tháng về trước là em có giới thiệu cho bác một số cái chóa kèn này. Một loại này là 21 lỗ đây, loại này 15 lỗ. Đây này, 21 lỗ đây này. 1 2 21 lỗ, đường kính ngang nó tầm gần 60. Còn 15 lỗ thì đường kính ngang nó 1 2 nó tầm khoảng độ hơn 40 một chút đường kính ngang. Đây 15 lỗ. Đây là 21 lỗ. Thì cái loại này thì báo cáo các bác là đấy, hôm qua em đi được một giá nhé. Và đợt này chóa kèn đi xe này về có nghĩa là không có thùng nữa. Nó sẽ rẻ hơn cho bác khá là nhiều, kể cả chóa kèn to kia. Chóa kèn to kia mới về được cũng khá nhiều. Ngoài cái em chút em quay cho bác luôn. Thì đối với lại cái chóa kèn này, loại này có clip giới thiệu trên kênh rồi. Loại này có rồi. Nên là em cứ để nguyên để đỡ phải bóc. Loại này là 15 lỗ, có mức giá là 2 triệu 9 một đôi. 2 triệu 9 một đôi. 15 lỗ, 2 triệu 9 một đôi. Được chưa ạ? Còn loại 21 lỗ này 3 triệu 9 một đôi. 3 triệu 9 một đôi. Bác nào cần clip giới thiệu test hay là giới thiệu thì em đã có clip giới thiệu ngoài rồi, để em đỡ phải bóc ra. Bóc vào nhiều nó mất việc các bạn. Đấy, nó có hai loại nhé. Một loại 15 lỗ và một loại 21 lỗ. 15 lỗ là 2 triệu 9. Còn loại 21 lỗ là 3 triệu 9. Ok chưa? 3 triệu 9. Trước thì có rất khá nhiều bác hỏi, nhưng tại tại vì từ cái thời điểm em đăng lên đấy thì em lại chốt nhận một nhận, có nghĩa là đổ để cho một số bác ấy, đổ buôn đấy, nên không có hàng để giả nên em không quay. Hôm nay thì cận được mấy đôi này thôi, chậm bác nào mà lấy hết chỗ này thì có lấy nữa lại phải đợi đấy. Đấy, được chưa? Còn bác nhìn này, bác nhìn cái chó kèn 21 lỗ mới lên cái con này nó khác hẳn nhau, nó chênh nhau một trời một vực. Con này đường kính ngang nó chỉ 60 thôi, nhưng con này đường kính ngang nó trên 1 mét cơ, trên 1 mét, 15 lỗ đây, trên 1 mét. Dòng này rất là khủng, dòng này các bác để ở phòng trà hoặc là phòng cà phê vườn hoặc là trong phòng khách rộng thì phê lắm. Nhà em để một đôi rồi đấy, nếu như mà không đi khung nhá các bác nhá, không có nghĩa là tóm lại là bây giờ là đợt này là anh em nó hỗ trợ theo cái kiểu là nó đóng thùng, nó theo dây chuyền đóng một lúc luôn. Nên là tóm lại là một đôi loa này bây giờ báo cáo các bác là các bác đã được rẻ khá là nhiều rồi, rẻ đến hơn 1 triệu rồi, rẻ hơn 1 triệu đấy nhá. Con này này 2 triệu 9 một đôi 15 lỗ. Còn loại 21 lỗ này to hơn một chút là 3 triệu 9 một đôi. Và cái loại hơn 1 mét này là 7 triệu 9 một đôi nhá. 7 triệu 9 một đôi. Thì 7 triệu 9 một đôi thì báo cáo các bác là 7 triệu 9 một đôi thì nó có loại là màu này là màu óc chó là một này. Màu vàng tươi là hai này. Đây là màu nguyên bản. Màu nguyên bản, nguyên bản mộc ấy, để nguyên bản là 3. Nguyên bản là 3. Và một màu nữa là như kiểu ở trên trên phòng em chơi đấy, phòng khách nó gọi là màu cánh gián. Là 4. Đấy. Đây đây, màu cánh gián này. Nghe cái nó như kiểu màu em chơi kia. Màu cánh gián, cái bác kia để em bật lên cho bác. Đây, nó như màu này là 4. Màu này ạ. Màu cánh gián này là 4. Là màu thứ tư. Thì bác nào thích màu nào thì liên hệ với em nhé. Đấy. Ok chưa? 7 triệu 9 một đôi. 7 triệu 9 một đôi gồm có màu cánh gián này là 1 này, màu vàng tươi là 2 này, màu óc chó là 3 và màu nguyên bản của gỗ là 4. Nguyên bản. Để nguyên bản đấy ạ. Là 4 ạ. Đấy. Ngoài ra thì dòng loa này, đây là kiểu loa thùng thùng đóng kiểu thùng trái tim đấy. Thùng trái tim đây. Bác nào có nhu cầu thùng này thì cũng liên hệ với em Tuấn nhé, có hết. Thùng này hay lắm. Thùng này một bác không vác được đâu, hai người phanh ị ạch đấy. Thùng này đóng không phải đơn giản đâu ạ, bác ạ, toàn khép ghép những cái thứ những mảnh gỗ dọc thôi, dọc thì nó mới tạo được cái ép kiểu này để đóng được một đôi thùng này. Nó không phải chốc một lát, không phải một chốc một lát là đóng được bác ạ, nó không đơn giản. Những đôi thùng như này vào đây, phễu xuống đây đấy, những đôi thùng này bác khùng cũng có mà loa xịn cũng có luôn. Đây là châu Âu nhé, loa xịn hết ạ. Đấy, bác nào có nhu cầu thì liên hệ với em. Loa này có. Ok chưa? Còn về đồng hồ thì đây.
Đây, nữ thần đấy. Đồng hồ nữ thần. Đây. Bác nha. Đây, lên lên cót cho bác đây. Ngồi lên cót cho bác nhé. Này. Đấy, lên cót đấy. Cứ lên cái chạy luôn đấy. Đồng hồ này để cho bác mức giá 5 triệu 9 một chiếc nhé. 5 triệu 9. Chính thức là nó 6 triệu 9 này này. Nhưng em thấy nó sót ở đây rồi, em để nốt cho bác 5 triệu 9 cho nó xong. Nó chạy rồi. Nó nhìn kim, kim rốn chạy rồi. Tạch 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 rồi. Con này cao thế nào? 20. Nó cao tầm 45 46. Đấy. 5 triệu 9 cho đi nốt. Đấy, đây đôi bình cổ rồi. Đôi bình này khủng lắm, đôi bình này cao phải 6 70. Đường kính ngang này 30. Quay trong điện thoại nhìn nó bé bác ạ, ngoài khủng lắm. Nhìn cái vân vân dạng nó đây. Nhìn chưa? Đấy, cổ đấy bác nhìn chưa? Nhìn. Bình cổ xưa đấy. Đây. Đôi này em chơi nhưng em đặt cái chóa kèn kia lên rồi không làm nó cách nào nữa, lại phải để ở đây. Không làm cách nào nữa, lại phải để ở đây cho bác. Bình cổ nữa bạn. Nặng lắm, dày. Dày phải đến hơn phân. Đấy, bình cổ đó. Nó là thích cái gì ở bán cái đây. Còn em đồng hồ này nó phải mười mấy cân. Con này 17 17 triệu 9 ạ. Mặt men sứ này. Số là mã này. Lên cót bên lên cót giờ, bên lên cót chuông. Đây chuông này. Con này là chuông chén này. Chuông chén. Chiều cao này, 1 2 chiều cao 60. Nặng mười mấy cân nữa. 17 triệu 9. Con này là 18 triệu. Con này cao cũng tầm 60. Con này hơi nặng hơn con kia. Con này một bên cót một bên giờ. Số là mã. Cũng vậy. Xem con này là. Con này cũng chuông chén á. Đây. Này. Maze phang xe 1824 nâu 098. Mười tám củ. Chào các bạn.